Chi vẫn luôn là dòng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp khiến các chị em điên đảo bởi tác dụng tuyệt vời của nó. Trong số đó có sản phẩm kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+ với công dụng chống lại tác hại của các tia UV và các thành phần gây hại cho làn da một cách hiệu quả. Thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Vichy Chi của Pháp. Đây là một thương hiệu được thành lập khá lâu đời từ năm 1931 dưới sự kết hợp của bác sĩ da liễu Hulleru và nhà kinh doanh tại Bargerin. Linh hồn của thương hiệu chính là dòng nước khoáng làm đẹp chứa danh ngàn năm tuổi với nhiều công dụng thần kỳ. Những ưu điểm vượt trội của kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+. Công thức chứa 3 màng lọc chống nắng SX, XL và Octorilen. Trong đó màng lọc Mesoril độc quyền giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVB gây bỏng rát và tia UVA gây kích ứng, lão hóa sớm dẫn đến ung thư da. Màng lọc Mesoril an toàn cho da tuyệt đối ngay cả với những làn da nhạy cảm, tan trong nước và có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo không bị quá trắng gây mất vẻ đẹp tự nhiên của da. Điều này đã góp phần tạo nên kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+ hoàn hảo cho người tiêu dùng. Tia UV được sàng lọc một cách tối ưu qua màng lọc Mesoril với một số hoạt chất đảm bảo sự chống nắng diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, màng lọc này còn có tác dụng chống lão hóa hiệu quả. Các chuyên gia khuyên rằng hãy luôn giữ cho mình một loại kem chống nắng có chứa Merosil để làn da luôn căng mọng trắng hồng không tì vết. Tránh xa nỗi ám ảnh với nám tàn nhang sạm da khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Tái tạo và nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da với nước khoáng Vichy Chi cho da căng khỏe. Da sẽ được cải thiện tình trạng sạm, nám khô rách, mụn tàn nhang và các vết nứt nẻ trên da. Đặc biệt làn da mình có thể bị stress dưới sự tác động của khói bụi, nắng nóng, điều hòa. Kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+ sẽ giúp làn da của bạn được thở, hỗ trợ quá trình trao đổi chất giúp da căng miệng. Bên cạnh đó độ ẩm rất quan trọng trong việc chống lão hóa hoặc làm chậm quá trình lão hóa da. Đồng thời khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc sử dụng điều hòa quá lâu sẽ khiến làn da bị mất nước trầm trọng. Nước khoáng Vichy Chi cung cấp độ ẩm cần thiết cho da hạn chế tình trạng mất nước vào mùa hè. Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, mang lại cảm giác dễ chịu và thông thoáng lỗ chân lông. Với kết cấu lỏng nhẹ, bổ sung vitamin E và silica có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ cấu trúc tế bào. Không gây bóng dầu, không sinh nhân mụn, không kích ứng da, phù hợp cả với làn da nhạy cảm nhất. Cuối cùng là kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+ chứa thành phần ancabenzoate giúp kiềm dầu và làm da khô thoáng, không gây nhờn rít, không để lại vệt trắng trên da. Mỗi chị em nên có một tích kem chống nắng Vichy Chi cấp Vital Soleil SPF 50+ trong túi xách nhất là vào mùa hè này nhé.